Là đài phát thanh truyền hình Hà Giang. Đây là Đài Phát thanh truyền hình Hà Giang. Xin kính chào quý thính giả và các bạn. Mời quý thính giả và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Hà Giang. Trong chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy công bố các quyết định về công tác cán bộ đoàn đại biểu Quốc hội khóa 13 đơn vị tỉnh Hà Giang giám sát các nông lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh. Lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắt giữ xe ô tô chở gỗ trái phép. Trong quý 1, toàn tỉnh xử lý 3.500 trường hợp vi phạm luật giao thông. Ngành y tế tỉnh sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ODA. Cuối chương trình mời quý thính giả và các bạn cùng nghe bài Hà Giang phát huy hiệu quả hệ thống kinh tế tập thể. Và bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình, trước hết là bản tin thời sự. Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 4, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy đã tổ chức lễ công bố quyết định về công tác tổ chức cán bộ. Tới dự buổi lễ có các đồng chí Vương Mỹ Vàng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Nguyễn Trung Tài, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy, cùng đại diện các ban xây dựng Đảng tỉnh ủy, lãnh đạo các huyện Đồng Văn và Quang Bình. Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Trung Tài, Trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, đã công bố các quyết định về phân công cấp ủy viên và điều động cán bộ của ban thường vụ tỉnh ủy. Theo đó, ban thường vụ tỉnh ủy quyết định điều động đồng chí Lê Quang Minh thôi tham gia ban chấp hành Đảng bộ huyện, ban thường vụ huyện ủy, thôi giữ chức bí thư huyện ủy Quang Bình để đến nhận công tác và giữ chức chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015. Quyết định điều động đồng chí Cự Minh Long thôi tham gia ban chấp hành Đảng bộ huyện thôi giữ chức phó ban tổ chức huyện ủy đồng văn đến nhận công tác giữ chức ủy viên ủy ban kiểm tra tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015 trao quyết định và giao nhiệm vụ cho đồng chí lê quang minh và cựu minh long đồng chí vương mỹ vàng phó bí thư thường trực tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh việc điều động bổ nhiệm cán bộ công chức lãnh đạo là việc làm thường xuyên nhằm đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ của tỉnh những đồng chí được điều động đợt này đều đã qua nhiều cương vị công tác có thời gian cống hiến lâu dài tại cơ sở phát huy được năng lực trình độ chuyên môn, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vương Mỹ Vàng đề nghị các đồng chí trên cương vị công tác mới cần tiếp tục phát huy kinh nghiệm trình độ trong công tác quản lý, tăng cường sự đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Lê Quang Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời cam kết sẽ không ngừng học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu nhiệm vụ được giao, luôn giữ vững sự đoàn kết, tập trung, dân chủ để lãnh đạo xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh về mọi mặt. Thưa quý thính giả và các bạn, vừa qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đàm Văn Bông đã ký quyết định ban hành danh mục bổ sung các lĩnh vực cần thu hút nhân lực và danh mục bổ sung các chuyên ngành cần đào tạo sau đại học trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2015. Theo đó, nguồn nhân lực cần thu hút năm 2015 dành cho ngành y tế và huyện Vị Xuyên gồm 7 chuyên khoa cấp 2, 12 thạc sĩ, 24 chuyên khoa cấp 1 và 18 đại học. Đối với nguồn nhân lực cần cử đi đào tạo sau đại học dành cho các ngành giáo dục và đào tạo, y tế gồm 6 tiến sĩ, 39 chuyên khoa cấp 2, 11 thạc sĩ, 137 chuyên khoa cấp 1. Sau khi chuyển đổi mô hình quản lý, một số công ty lâm nghiệp đã rơi vào tình trạng khó khăn, thiếu vốn sản xuất, khiến cho nhiều diện tích đất để hoang hóa, không phát huy hiệu quả. Đây là những tồn tại lớn được đưa ra tại buổi giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội khóa 13 tỉnh Hà Giang về việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng đất tại nông trường, lâm trường quốc doanh giai đoạn 2004-2014 diễn ra vào sáng ngày 14 tháng 4. Dự buổi giám sát có ông Thảo Hồng Sơn, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 13 tỉnh Hà Giang và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Đức Quý. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, tính đến hết năm 2014, trên địa bàn tỉnh Hà Giang có một nông trường là nông trường Trẻ Hùng An, nay là công ty Trẻ Hùng An, 12 lâm trường, ban quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng. Tổng diện tích đất được giao để các nông lâm trường sử dụng là gần 63.500 ha, chiếm 8% tổng diện tích tự nhiên của toàn tỉnh đánh giá kết quả sau 10 năm thực hiện nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới và phát triển các nông lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh Hà Giang cho thấy, hoạt động của các nông lâm trường đã có nhiều chuyển biến, đã hình thành vùng nguyên liệu tập trung, tạo ra được sản phẩm có giá trị cao, nhiều diện tích không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích đã được các nông lâm trường chuyển giao về cho địa phương quản lý với tổng diện tích trên 154.000 ha. Bên cạnh những kết quả đạt được, thì khi chuyển đổi mô hình quản lý, một số công ty lâm nghiệp đã lâm vào tình trạng khó khăn, thiếu vốn sản xuất, khiến cho nhiều diện tích đất để hoang hóa, không phát huy hiệu quả. Tình trạng tranh chấp đất đai giữa các nông lâm trường quốc doanh với người dân sở tại diễn ra khá phổ biến. Thảo luận tại buổi giám sát, các đại biểu đều thống nhất việc chuyển đổi mô hình quản lý cũng như tổ chức bộ máy của các nông lâm trường quốc doanh hiện nay là việc làm cần thiết. Theo đó, để thuận tiện cho công tác quản lý, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang kiến nghị Bộ Công Thương bàn giao 3 công ty lâm nghiệp về cho địa phương quản lý. Trường hợp chưa bàn giao về cho địa phương thì Bộ Công Thương cần sắp nhập 3 công ty lại, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, gần với đó là tiến hành quy hoạch, cắm mốc danh giới rõ ràng. Bên cạnh đó, các công ty cũng cần có chiến lược kinh doanh cụ thể, sau đó bàn giao lại những diện tích không có nhu cầu sử dụng cho địa phương kết luận buổi giám sát, ông Thảo Hồng Sơn, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 13 tỉnh Hà Giang đánh giá cao công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý sử dụng đất tại các nông trường, lâm trường quốc doanh giai đoạn 2004-2014. Chia sẻ với những khó khăn trong quá trình triển khai thực tế, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 13 tỉnh Hà Giang đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh sớm đô đốc Tổng công ty Giấy Việt Nam thực hiện đầy đủ các nội dung đã cam kết, tổ chức tái cơ cấu lại ba công ty lâm nghiệp hiện nay gắn với đó là quy hoạch lại nhu cầu sử dụng đất của từng đơn vị. Về mô hình quản lý, đoàn đại biểu Quốc hội sẽ cùng với Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị với Quốc hội đưa ba công ty lâm nghiệp về trực thuộc tỉnh. Đoàn đại biểu Quốc hội khóa 13 tỉnh Hà Giang sẽ tổng hợp các ý kiến kiến nghị sau được giám sát phản ánh lên Quốc hội và những cơ quan có liên quan. Thực hiện kế hoạch hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân trước, trong và sau kỳ họp Ngày 13 tháng 4, đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh do ông Nguyễn Khánh Lâm, ủy viên thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã có chuyến giám sát tại xã Sủng Máng, huyện Mèo Vạc với nội dung về công tác quản lý và sử dụng ngân sách trong thời kỳ ổn định ngân sách địa phương. Là đơn vị dự toán ngân sách, ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân xã Sủng Máng đã chủ động phân bổ ngân sách trên cơ sở thông báo nguồn ngân sách của huyện cấp và xã đã lập dự toán điều hành ngân sách theo quý, theo dõi thường xuyên các khoản thu chi phát sinh đề xuất để chủ động bố trí nguồn thu đáp ứng theo yêu cầu nhiệm vụ cho đơn vị cũng như yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đảm bảo theo đúng luật ngân sách của nhà nước, không có vi phạm và sai sót lớn trong công tác điều hành sử dụng nguồn ngân sách tại địa phương. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện dự toán ngân sách còn bị động do chạy theo các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Nhiều dự toán cuối năm mới phát sinh cấp thêm nên công tác lập và thực hiện không kịp thời. Tại buổi giám sát các đại biểu trong đoàn công tác cũng đã trao đổi làm rõ thêm một số quy định của nhà nước về thực hiện luật ngân sách. Thông qua đó cũng tuyên truyền hướng dẫn cho chủ tài khoản, kế toán các đơn vị trên địa bàn xã, hiểu thêm về các quy trình, các bước trong công tác xây dựng dự toán thu chi ngân sách cấp xã, quy chế chi tiêu nội bộ, nội dung phân cấp thu chi, thanh quyết toán và công khai tài chính. Kết luận tại buổi giám sát, ông Nguyễn Khánh Lâm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị xã Sùng Máng thực hiện nghiêm các quy định về thu chi ngân sách, khắc phục những tồn tại, phát huy những việc làm tốt của đơn vị trong quá trình triển khai, thực hiện việc thu chi ngân sách, đảm bảo nguồn ngân sách của nhà nước được sử dụng đúng mục đích, phục vụ hiệu quả cho việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ngày 13 tháng 4, chi bộ công ty cổ phần vật tư nông lâm nghiệp Hà Giang đã tổ chức đại hội lần thứ 9, nhiệm kỳ 2015-2020. Công ty cổ phần vật tư nông lâm nghiệp Hà Giang được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần từ năm 2006 với 100% vốn điều lệ là của cổ đông. Công ty có 11 chi nhánh trực thuộc đóng trên 11 huyện, thành phố trong tỉnh và gần 30 điểm bán hàng trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, công ty có 27 đảng viên chiếm trên 50% tổng số lao động toàn công ty. Nhiệm kỳ qua, công ty hoạt động có hiệu quả, các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với nghị quyết. Cụ thể, trong 5 năm qua, công ty đã vận chuyển và cung ứng đến các hộ dân trên địa bàn toàn tỉnh tổng số trên 20.000 tấn phân bón và trên 3.000 tấn sống lúa ngô các loại, đạt 109,9% chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Tổng doanh thu của công ty đạt trên 374 tỷ đồng, nộp ngân sách đạt gần 3 tỷ đồng, thu nhập của người lao động đạt hơn 4 triệu đồng một người một tháng. Nhiệm kỳ qua, Ban trị ủy tri bộ đã nghiêm túc quán triệt, học tập, triển khai kịp thời nội dung các nghị quyết đại hội đảng các cấp, các nghị quyết của đảng ủy khối doanh nghiệp về công tác phát triển đảng, tri bộ đã kết nạp được 3 đảng viên mới, xét chuyển chính thức cho 4 đảng viên dự bị. Phân xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, hàng năm tri bộ luôn đạt trong sạch vững mạnh. 100% đảng viên có bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời khắc phục mặt còn hạn chế, tồn tại, Đại hội tri bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra mục tiêu đó là tiếp tục nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, cải thiện thu nhập cho người lao động, góp phần giải quyết các vấn đề an sinh xã hội. Ngày 13 tháng 4, Đảng ủy Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hà Giang đã tổ chức quán triệt nghị quyết Trung ương 10 khóa 11 của Ban chấp hành Trung đảng cho toàn thể công chức, viên chức cơ quan, theo đó, lãnh đạo Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hà Giang nhấn mạnh việc quán triệt nhằm giúp cán bộ đảng viên nắm vững quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, qua đó nâng cao nhận thức suy nghĩ trong hành động trong công việc cụ thể. Đặc biệt, Đảng ủy Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh nhấn mạnh đến mỗi cán bộ đảng viên, viên chức về đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức, phấn đấu tạo sự chuyển biến rõ rệt trong tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức thu hút được những người có đức, có tài và làm việc trong các cơ quan, tổ chức và đơn vị công lập của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội. Cùng với đó, trên cơ sở phân tích, đánh giá sâu sắc thực trạng phát triển và quản lý báo chí với những kết quả hạn chế, yếu kém và nguyên nhân cụ thể. Thấy rõ xu hướng phát triển thông tin truyền thông trên thế giới, Ban chấp hành Trung ương Đảng khẳng định sự cần thiết phải sớm ban hành và tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025 theo hướng cách mạng, chuyên nghiệp, hiện đại, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân, nhiệm vụ tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, để đoàn kết tập hợp quần chúng, tạo đồng thuận trong xã hội, định hướng tư tưởng và thẩm mỹ, góp phần nâng cao dân trí, phát triển văn hóa và con người Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, thiết thực lập thành tích thực hiện đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng bằng nhiều giải pháp tích cực Hiện nay huyện Vị Xuyên đang đẩy nhanh việc xây dựng các công trình, nhất là những công trình trọng điểm chào mừng đại hội đảng các cấp. Trong những ngày này, không khí thi đua đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình hạng mục thiết thực chào mừng đại hội đảng các cấp trên địa bàn huyện Vị Xuyên đang diễn ra khẩn trương. Để tạo dấu ấn chào mừng sự kiện trọng đại, huyện chọn 5 công trình mục tiêu trọng điểm để tập trung đầu tư xây dựng và phấn đấu hoàn thành sớm gồm: công trình công viên cây xanh, đài phun nước, hệ thống điện chiếu sáng khu vui chơi người cao tuổi thị trấn Vị Xuyên, công trình bảo vệ và phòng chống chữa cháy rừng cấp bách huyện Vị Xuyên, công trình sửa chữa trung tâm văn hóa huyện, công trình nâng cấp khu vui chơi thiếu nhi và công trình lát đá vỉa hè trục đường nội thị huyện Vị Xuyên. Để các công trình đảm bảo tiến độ và bàn giao đúng kế hoạch, huyện đã tập trung huy động mọi nguồn lực để thực hiện đúng tiến độ. Đến nay, hầu hết các công trình, phần việc đăng ký thi đua chào mừng đại hội đều vượt tiến độ, bảo đảm chất lượng và tiết kiệm chi phí. Khi được hỏi về quyết tâm của huyện, ông Lương Văn Đoàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vị Xuyên cho biết: Tôi đã tập trung lựa chọn các cái công trình mang tính điểm nhấn trong cái xây dựng đô thị thị trấn Vị Xuyên trở thành đô thị loại 4 để chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 23 cũng như là tiến tới chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh như dự án xây dựng công viên dành cho người cao tuổi thì tôi đang phấn đấu là hết tháng tư này cũng sẽ hoàn thành toàn bộ dự án. Rồi dự án lên cấp cải tạo sửa chữa cái trung tâm văn hóa của huyện một trong những cái điểm nhấn một cái nơi sinh hoạt văn hóa thì cũng đến giờ khối lượng hoàn thành đã đạt trên 80%. Thì toàn bộ cái nâng cấp sửa chữa và áp phan lại các cái tuyến đường nội huyện cho sạch, sạch đẹp và tổ chức thực hiện là sẽ hoàn thành trong cái tháng năm năm 2015 này. Những công trình được huyện Vị Xuyên lựa chọn để hoàn thành trong dịp này có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi của các cấp trong huyện hướng về đại hội đảng. Chương trình xin được tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Xác định phong trào thể thao quần chúng không chỉ góp phần giúp nâng cao tinh thần luyện tập thể dục thể thao trong nhân dân mà còn góp phần phát hiện và cung cấp cho thể thao thành tích cao các vận động viên có chất lượng. Trong những năm gần đây, các hoạt động thể dục thể thao giữa các sở ban ngành, đoàn thể của tỉnh Hà Giang được thực hiện có hiệu quả, góp phần duy trì đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trong tất cả các đối tượng thành phần xã hội cùng tham gia. Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 303 câu lạc bộ thể dục thể thao, 2.991 đội thể dục thể thao cơ sở với 1.306 điểm nhóm tập thể thao. Trong thời gian tới, bên cạnh việc quy hoạch phát triển sự nghiệp thể dục thể thao tỉnh Hà Giang đến năm 2020, tầm nhìn 2030, thì việc tăng cường đầu tư xây dựng và nâng cao các cơ sở vật chất phục vụ luyện tập tại cơ quan, đơn vị, tại các địa phương cũng được quan tâm. Qua đó tạo điều kiện cho thể thao quần chúng phát triển hơn nữa. Đặc biệt, việc kêu gọi xã hội hóa thể dục thể thao, xây dựng cơ sở vật chất phục vụ thi đấu, luyện tập cũng là một hướng đi giúp thể thao Hà Giang có nhiều chuyển biến tích cực. Phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh vừa bắt giữ vụ vận chuyển lâm sản trái phép và bàn giao cho đội kiểm lâm cơ động phòng cháy chữa cháy rừng số 1 thuộc chi cục kiểm lâm tỉnh Hà Giang tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền quy định của pháp luật. Trước đó, vào lúc 3 giờ 10 phút ngày 13 tháng 4, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đang làm nhiệm vụ tại km 60 đường Hà Giang Tuyên Quang thuộc huyện Bắc Quang đã phát hiện xe ô tô du lịch 12 chỗ biển kiểm soát 29B 00972 do Trương Ngọc Thảo sinh năm 1980 hộ khẩu thường trú tổ 8 phường Kim Tân thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai điều khiển lưu thông theo hướng Hà Giang đi Tuyên Quang. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không có giấy phép lái xe không mang theo giấy chứng nhận đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Kiểm tra trên xe phát hiện chở 72 khúc gỗ nghiến tròn dạng thớt, đường kính 40 cm, dày 10 cm, tổng cộng gần 1,3 m khối gỗ. Toàn bộ số gỗ trên không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không có thủ tục cấp phép vận chuyển của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tổ tuần tra kiểm soát đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, quyết định tạm giữ phương tiện vào toàn bộ số gỗ trên, đưa các đối tượng về trụ sở phòng cảnh sát giao thông để làm việc. Hiện vụ việc đã được bàn giao cho lực lượng kiểm lâm tiếp tục xử lý theo thẩm quyền. Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trong quý 1 lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện và xử lý trên 3.500 trường hợp vi phạm. Quý 1 năm 2015, tình hình an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh đã giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người bị thương, số người chết so với năm 2014. Trong đó, số người chết giảm được 36%, cũng trong quý 1, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện và xử lý được trên 3.500 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, phạt tiền nộp kho bạc nhà nước hơn 1 tỷ 960 triệu đồng. Trong đó, lực lượng thanh tra giao thông đã ra quyết định xử phạt 70 trường hợp vi phạm, số tiền nộp kho bạc nhà nước là 336 triệu đồng. Đồng thời, công tác phối hợp kiểm soát tải trọng phương tiện đã kiểm tra được 477 trường hợp, trong đó có 39 trường hợp vi phạm bị xử phạt. Về nhiệm vụ trọng tâm quý 2, Ủy ban an toàn giao thông tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tập trung siết chặt hoạt động kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật trật tự an toàn giao thông để nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông. Cùng với đó, huy động lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động tuần tra lưu động tại các tuyến đường trọng điểm có lượng phương tiện tham gia giao thông cao và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin thưa quý vị và các bạn nằm ở tỉnh biên giới cực bắc của tổ quốc kinh tế còn gặp nhiều khó khăn kết cấu hạ tầng trang thiết bị y tế của ngành y tế hà giang còn thiếu và yếu một trong những nguồn lực giúp hà giang nâng cao chất lượng khám chữa bệnh xây dựng hạ tầng bệnh viện và trang bị thiết bị y tế chính là nguồn vốn vay oda phản ánh của phóng viên về sử dụng hiệu quả nguồn vốn oda của ngành y tế mời quý vị và các bạn cùng nghe Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hà Giang là một trong những đơn vị thụ hưởng nguồn vốn đầu tư ODA của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB tài trợ qua dự án hỗ trợ y tế các tỉnh miền núi phía Bắc, tài trợ cho ngành y tế Hà Giang. Trước đây, đối với cán bộ Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh thì việc tiếp cận và sử dụng những thiết bị máy móc công nghệ cho việc thực hiện xét nghiệm dịch tễ học, bệnh truyền nhiễm, nước sinh hoạt, môi trường lao động dường như chỉ là mong ước của cán bộ. Nhưng hiện nay Nhờ có nguồn vốn tài trợ ODA của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB tài trợ, toàn bộ hệ thống thiết bị xét nghiệm, trang bị văn phòng, hệ thống máy tính đã giúp cho công tác chuyên môn, nghiệp vụ của trung tâm được thực hiện khá tốt, góp phần nâng cao công tác xét nghiệm và phòng chống dịch trong cộng đồng. Hiện nay, nhờ các thiết bị này, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh đã trở thành một địa chỉ tin cậy trong hệ thống tiêu chuẩn dịch tễ, xét nghiệm của tỉnh và khu vực. Nói về việc sử dụng thiết bị, bà Lò Thị Nghĩa, kỹ thuật viên Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Hà Giang cho biết trước đây ấy, cái công tác xét nghiệm của chúng tôi cũng là trang thiết bị rất là thiếu thốn, dụng cụ xét nghiệm thì không đủ, nhưng mà từ ngày có dự án ADB thì được trang bị các trang xét nghiệm thì chúng tôi có đầy đủ trang thiết bị làm các xét nghiệm rất là tốt, các quy trình kỹ thuật cũng từ đó mà được nâng lên kết quả thì là trả lời với khách hàng thì là nhanh xác định các vụ dịch thì là cho kết quả kịp thời nhanh chóng và chính xác. Còn về vấn đề thụ hưởng thiết bị tại trung tâm, bác sĩ Nguyễn Trần Tuấn, phó giám đốc trung tâm y tế dự phòng tỉnh Hà Giang cho biết. Và chính nhờ các cái trang thiết bị xét nghiệm này mà phòng xét nghiệm của trung tâm y tế dự phòng tỉnh cho đến thời điểm này đã đạt được cái tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp 2 và đạt được ISO 17025 2005 về xét nghiệm thực phẩm. Hai cái tiêu chuẩn này góp cho Hà Giang là có thể đáp ứng nhanh trong việc chẩn đoán sớm các cái bệnh truyền nhiễm gây dịch cũng như ngộ độc thực phẩm. Ngành y tế Hà Giang là một trong những đơn vị được thụ hưởng nguồn vốn ODA khá lớn với nhiều hợp phần dự án ODA do ngân hàng phát triển châu Á ADB, ngân hàng thế giới WB, quỹ toàn cầu phòng chống HIVS, quỹ toàn cầu phòng chống sốt Xét dự án chăm sóc mắt cộng đồng, đầu tư vào các lĩnh vực như tăng cường tuyến dịch vụ y tế tuyến huyện, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, trang thiết bị y tế và xe chuyên dụng sửa chữa nâng cấp bệnh viện tại các huyện Mèo Vạc, Quản Bạ, Yên Minh, Hoàng Su Phi, hỗ trợ người nghèo khám chữa bệnh, truyền thông về chăm sóc sức khỏe cho người nghèo. Đơn cử như nguồn vốn ODA mà Ngân hàng Thế giới VKB tài trợ cho ngành y Hà Giang là 9 triệu 122.610 đô la Mỹ nguồn vốn và các trang thiết bị do các tổ chức tài trợ cho vay đã được sử dụng khá hiệu quả, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế của Hà Giang. Nói về việc sử dụng nguồn vốn ODA của ngành y tế Hà Giang, ông Lương Vích Thuần, giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Giang cho biết thêm. Đối với những cái nguồn đầu tư như trên thì trong nhiều năm qua thì ngành y tế đã đào tạo được hơn 300 hỗ trợ đào tạo hơn 300 bác sĩ rồi đầu tư trắng thiết bị cho 11 bệnh viện tuyến huyện, và cùng củng cố trạm y tế tuyến xã các dự án của ngành y tế đã được thông qua hàng năm đã thông qua kiểm toán độc lập do ngân hàng thế giới chỉ định đều đánh giá là ngành y tế quản lý sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn ở trên việc quản lý sử dụng nguồn vốn ODA của ngành y tế Hà Giang từ các dự án được thực hiện nghiêm túc theo quy định về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của nhà nước và thông lệ quốc tế các dự án triển khai đảm bảo chất lượng và có hiệu quả đã tạo được niềm tin cho các nhà tài trợ đây chính là những cơ sở quan trọng để tỉnh mở rộng cơ hội hợp tác và thu hút các nhà tài trợ vốn ODA cho việc nâng cao chất lượng dịch vụ và hạ tầng của ngành y Hà Giang, góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Chương trình đang được phát sóng trên tần số 100 và 103,2 MHz. Thưa quý thính giả và các bạn, trong những năm qua, kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã có những chuyển biến tích cực. Nhiều mô hình tổ hợp tác và hợp tác xã đã phát huy được sức mạnh liên kết, tạo đà cho những bước phát triển mới, góp phần vào sự phát triển kinh tế văn hóa xã hội trên địa bàn. Bài viết của hai phóng viên Phương Thảo và Hà Toàn sẽ giúp quý thính giả và các bạn có cái nhìn tổng quan hơn về vai trò của các hợp tác xã. Thành lập năm 2008 hợp tác xã chè Hòa An, thành phố Hà Giang với 7 xã viên và 15 công nhân lao động, chủ yếu sản xuất 3 loại sản phẩm chè là chè đen, chè xanh và chè phơi nắng. Khi mới thành lập, tình hình hoạt động của hợp tác xã còn gặp nhiều khó khăn do sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ, đầu ra của sản phẩm còn hạn chế. Trước khó khăn đó, hợp tác xã đã quyết định mạnh dạn đầu tư trang thiết bị, máy móc, nâng cấp hệ thống làm mát chè, mở rộng nhà xưởng, cùng với đó tìm hiểu và học hỏi về công nghệ chế biến chè các loại, nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường. Hiện nay, xưởng chế biến của hợp tác xã Chè Hòa An có diện tích 4.000 m2, công suất đạt 35 đến 40 tấn mỗi năm. Các sản phẩm chè của hợp tác xã được tiêu thụ đều đặn bởi các đơn đặt hàng xuất khẩu thị trường trong và ngoài tỉnh. Trừ các khoản chi phí, mỗi năm hợp tác xã có lợi nhuận khoảng 500 triệu đồng. Với những hiệu quả trong hoạt động của hợp tác xã cũng đã giúp cho bà con trồng chè tại các xã Phương Độ, Phương Tiến, Cao Bồ có nguồn bao tiêu sản phẩm ổn định cùng với hợp tác xã trẻ Hòa An, tổ hợp tác trồng rau an toàn tổ 8 và tổ 9 phường Ngọc Hà, thành phố Hà Giang là một trong những mô hình điểm hoạt động có hiệu quả cung cấp lượng rau an toàn ra thị trường. Nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương trong việc sản xuất rau phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng, nhờ sự định hướng và hỗ trợ một số vật tư cơ sở vật chất của địa phương và nhà nước, tổ hợp tác rau an toàn lúc đầu hoạt động với 31 hộ tham gia với diện tích 2 hectare đến hết năm 2014 đã thu hút được 58 hộ với tổng diện tích 4 hecta rau trồng. Mùa nào trồng rau đấy, năng suất thu hoạch đạt khoảng 20 tấn một hecta. Qua 3 vụ trồng chủ yếu là rau muống, rau đay, mùng tơi, mướp, các loại cải và hành. Từ chuyển đổi sang trồng rau sạch theo tiêu chuẩn mô hình Việt Gáp cho năng suất cũng như chất lượng cao hơn, thu hoạch mùa vụ đạt từ 20 đến 27 triệu một người một năm đã và mở ra hướng đi mới cho người dân địa phương trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng và từng bước tạo việc làm ổn định cho bà con. Khi được hỏi về lợi ích của trồng rau, ông Nguyễn Công Cường, tổ trưởng tổ hợp tác trồng rau an toàn phường Ngọc Hà, thành phố Hà Giang cho biết. Năm 2013 thì thành phố tỉnh đầu tư một số coi như là phương tiện hỗ trợ bà con sản xuất một là tăng cái sản phẩm Đấy, của bà con thứ hai là đưa cái quy trình sản xuất việt gáp vào để cho đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thì bà con cũng đón nhận được cái sự hỗ trợ về kênh mương công trình tưới tự động và các ưu đãi khác ví dụ như là tập huấn về chương trình sản xuất rau tốt hơn Đấy, và hỗ trợ một phần về xử lý chất thải bà con nâng cao được một cái cái hiệu quả lao động cũng như cái sản phẩm của mình cũng đồng thời là có nâng cao được cái, cái thu nhập của bà con trong cái cuộc sống. Toàn tỉnh hiện có 742 hợp tác xã chia theo loại hình hợp tác xã nông nghiệp, quỹ tín dụng nhân dân, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng và khai thác vật liệu xây dựng, giao thông vận tải, thương mại, chợ và các dịch vụ khác. Thành lập thí điểm mới 804 mô hình tổ hợp tác dịch vụ tại thôn, bản. Nhiều hợp tác xã tích cực tổ chức các hoạt động trợ giúp nông dân hợp tác, liên kết sản xuất kinh doanh với nhiều doanh nghiệp khác, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp hàng hóa, mở rộng ngành nghề, giải quyết lao động có việc làm với mức thu nhập khá ổn định. Tích cực tham gia xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng nông nghiệp nông thôn, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn theo hướng tiến bộ. Về phương hướng trong việc phát triển của hệ thống hợp tác xã của tỉnh, ông Nguyễn Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh nói: trong thời gian tới này thì chúng tôi chủ yếu tập trung vào cùng phối hợp với các huyện và các ngành để làm sao là thực hiện được cái chuyển đổi hợp tác xã à, theo cái luật mới năm 2012 để làm sao mà các hợp tác xã có một cái vị trí cũng như là cái địa vị pháp lý cụ thể rõ ràng và thông qua đó để giả soát lại những hợp tác xã nào không đủ cái điều kiện để chuyển đổi thì chúng tôi cũng phối hợp với các huyện đề nghị vị Ủy ban nhân tỉnh là cho chủ trương là giải thể để thu gọn lại các hợp tác xã có năng lực cụ thể để nhằm tạo điều kiện cho các hợp tác xã có đủ điều kiện theo luật khảo sát 22 để tiếp cận với các nguồn vốn. Trong thời gian tới, với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động, hướng dẫn phát triển các hợp tác xã, tổ hợp tác mới và các hình thức tổ chức đa dạng trong các ngành nghề, lĩnh vực phù hợp với yêu cầu, đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng địa phương. Liên minh hợp tác xã tỉnh sẽ thúc đẩy lĩnh vực kinh tế tập thể toàn tỉnh phát huy hiệu quả kinh tế, giải quyết việc làm cho lao động, góp phần tích cực trong xóa đói giảm nghèo, phát triển cộng đồng và an sinh xã hội mục quảng cáo trên sóng phát thanh. Chi nhánh Viettel Hà Giang xin trân trọng thông báo, từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 năm 2015, Viettel triển khai chương trình khuyến mại dành riêng cho khách hàng đăng ký dịch vụ internet cáp quang tốc độ cao, gọi tắt là FTTH. Theo đó, quý khách hàng đăng ký sử dụng internet băng thông lên đến, đến 8 megabit trên giây, chọn gói chỉ 165 000 đồng một tháng. Đặc biệt khách hàng đăng ký mới sẽ được tặng 12 tháng cước sử dụng dịch vụ truyền hình tương tự chất lượng cao với 60 kênh truyền hình đặc sắc. Ngoài ra Viettel cũng triển khai chương trình khuyến mại miễn phí cuộc gọi 10 phút và truy cập internet miễn phí trên di động cho các khách hàng đăng ký hòa mạng dịch vụ di động trả sau. Mọi thông tin chi tiết kính mời quý khách hàng đến cửa hàng Viettel gần nhất hoặc gọi số 02196250178 để được hỗ trợ. Hãy đăng ký và trải nghiệm dịch vụ của Viettel để tận hưởng nhiều giá trị ưu đãi và hữu ích từ công nghệ hiện đại. Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel Bản tin dự báo thời tiết Cuối chương trình, mời quý thính giả và các bạn cùng lắng nghe những thông tin về thời tiết các khu vực trong tỉnh đêm 14 ngày 15 tháng 4 do đài khí tượng thủy văn tỉnh Hà Giang cung cấp. Khu vực công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn ít mây đêm không mưa ngày nắng gió nhẹ trời rét nhiệt độ thấp nhất 9 đến 11 độ nhiệt độ cao nhất 26 đến 28 độ độ ẩm trung bình 60%. Khu vực di tích quốc gia dụng Bực Thang và vùng núi đất phía tây ít mây đêm không mưa ngày nắng gió nhẹ đêm và sáng trời rét đậm nhiệt độ thấp nhất 12 đến 14 độ nhiệt độ cao nhất 29 đến 31 độ độ ẩm trung bình 62% khu vực vùng núi thấp, ít mây đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất 14 đến 16 độ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ, Bắc mê 12 đến 14 độ, độ ẩm trung bình 67%. Quý thính giả và các bạn thân mến, chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hà Giang hôm nay tới đây xin được khép lại. Chương trình hôm nay do biên tập viên Thế Biên biên soạn cùng các phát thanh viên Thúy Nội, Thu Hiền, Như Quỳnh và kỹ thuật viên Lan Phương phối hợp thực hiện cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt